Cò mồi lộng hành ở nhiều điểm cấp, đổi giấy phép lái xe, Hà Nội đề nghị công an vào cuộc. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội lắp đặt thêm 2 camera tại cổng cơ quan kết nối trực tiếp hình ảnh về trụ sở công an nhằm xử lý cò mồi các đối tượng chèo kéo. Mời chào khách làm dịch vụ cấp, đổi giấy phép lái xe, gây mất trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố về việc kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh về việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp đổi giấy phép lái xe. Cò mồi lộng hành, mời chào người dân. Theo phản ánh của công dân đến giao dịch hành chính tại khu vực xung quanh trụ sở cơ quan tại cả hai địa điểm là số 16 Cao Bá Quát, quận Ba Đình và số 258 Võ Chí Công, quận Tây Hồ, thường xuyên xuất hiện các đối tượng mời chào khách làm dịch vụ, gây mất an ninh trật tự khu vực xung quanh trụ sở cơ quan. Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở Giao thông Vận tải đã giao lực lượng chức năng xác minh. Tuy nhiên, các đối tượng này hoạt động bên ngoài trụ sở cơ quan nên rất khó khăn cho công tác quản lý, xử lý. Để giải quyết tình trạng này, Sở Giao thông Vận tải cho biết đã triển khai lắp đặt bổ sung 2 camera tại cổng cơ quan phục vụ quan sát khu vực bên ngoài trụ sở cơ quan tại số 16, Cao Bá Quát, nhằm chia sẻ kết nối trực tiếp hình ảnh về trụ sở công an phường Điện Biên để phối hợp theo dõi, xử lý các đối tượng chèo kéo, mời chào khách làm dịch vụ gây mất trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đề nghị công an phường Xuân La, quận Tây Hồ, công an phường Điện Biên, quận Ba Đình và ban quản lý các công trình nhà ở và công sở phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự khu vực xung quanh trụ sở cơ quan và bên trong tòa nhà khu liên cơ số 258 Võ Chí Công và số 16, Cao Bá Quát. Cùng với đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ triển khai thủ tục đầu tư hệ thống xếp hàng tự động có tính năng nhận diện khuôn mặt, cấp vé lưu giữ thông tin cá nhân phục vụ đối chiếu, kiểm soát thông tin người làm thủ tục, cho phép quét mã QR có trên căn cước công dân, giấy phép lái xe để ghi nhận thông tin, chụp ảnh người lấy vé và khớp với số vé đi kèm, hiển thị đủ thông tin của người lấy số thứ tự trên các màn hình giao dịch tại các quầy làm việc hỗ trợ việc xác định đúng người lấy số thứ tự. Nhiều bất cập cấp, đổi giấy phép lái xe. Theo ghi nhận, trong những tháng gần đây, số lượng công dân đến làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe tăng cao. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiếp nhận khoảng 500 đến 550 hồ sơ mỗi ngày và lên tới khoảng 700 hồ sơ vào ngày cao điểm, trong khi trước đó chỉ khoảng 350 bộ hồ sơ trên ngày. Để khắc phục tình trạng ùn ứ, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã bố trí công chức làm thêm giờ, tăng cường thêm cửa tiếp nhập, thủ tục hành chính cấp đổi giấy phép lái xe trong trường hợp nhu cầu cấp đổi của người dân tăng đột biến, bố trí nhân viên trực phân luồng, kiểm tra hồ sơ phát số để giải quyết cho người dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong phần diện tích của sở. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng quán triệt, chấn chỉnh nhân viên tuyệt đối không được thu bất cứ một khoản tiền nào của người dân và doanh nghiệp không đúng quy định. Cũng theo phản ánh của người dân, bộ phận một cửa của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nhiều thời điểm bị ùn ứ trong khi đó. Quy trình cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia còn phức tạp, khó thực hiện, gây khó khăn cho người dân. Vì vậy, để gỡ vướng mắc đổi giấy phép lái xe qua mạng, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo bộ phận chuyên môn, cán bộ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia và dịch vụ công mức độ 3. Đổi giấy phép lái xe trên trang thông tin điện tử https://dichvucong.gov.vn. Đồng thời, các sở giao thông vận tải cần hướng dẫn cụ thể cho người dân các bước đăng ký tài khoản để đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia và đăng ký, nhận thông báo xác nhận lịch hẹn làm việc trên dịch vụ công mức độ 3 đổi giấy phép lái xe, thường xuyên hỗ trợ giải đáp, hướng dẫn việc đăng ký tài khoản, thực hiện đổi giấy phép lái xe của công dân khi công dân phản ánh qua đường dây nóng của sở. Cùng với đó, căn cứ nhu cầu thực tế đổi giấy phép lái xe tại địa phương của người dân để xem xét, bố trí cán bộ và địa điểm tiếp nhận hồ sơ, nếu cần, nhằm tăng số lượng hồ sơ đổi giấy phép lái xe và xét duyệt, in, trả giấy phép lái xe đáp ứng nhu cầu đổi giấy phép lái xe của người dân. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế địa phương cung cấp danh sách các cơ sở y tế có dữ liệu khám sức khỏe điện tử của người lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia, công bố số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ người dân kịp thời. Các sở giao thông vận tải báo cáo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xã và các phòng công chứng thực hiện chứng thực cấp giấy khám sức khỏe trên cổng dịch vụ công quốc gia, công bố số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ người dân kịp thời.